Em đang hoang mang về tương lai của mình. Có cách nào vượt qua cảm giác này không chị? Cái này nó gọi là sợ, lo lắng. Chị đã từng bày rồi nhưng mà chị sẽ nhắc lại một lần nữa. Khi em lo lắng một cái điều gì đó, em ngồi xuống ghi những cái điều lo lắng đó ra, xong rồi em hỏi bản thân em này, cái này nó đã xuất hiện chưa? Cái này nó đã thành hiện thực chưa? Và nếu như nó không bao giờ xuất hiện thì sao? Cái thời gian mình đang dành để ngồi để suy nghĩ cái này á, mình làm cái chuyện gì để mà nó có ý nghĩa hơn đây? Tại vì có hai cái thứ mà nó cản trở cái sự thành công của em nhiều nhất, đó là suy nghĩ về quá khứ và suy nghĩ về tương lai. Suy nghĩ về quá khứ là đó là những con người mà em biết họ thức dậy một cái, họ nhớ lại là chuyện 9 tháng về trước họ bị giật cái điện thoại, xong đến bây giờ họ vẫn buồn và họ cứ đem theo cái cảm giác đó riết trong 9 tháng trời, ngày nào họ cũng nhớ đến cái chuyện đó. Cái đó gọi là mất thời gian. Rồi có những người khác, người ta gọi là worry, có nghĩa là họ nghĩ đến tương lai nhiều lắm. Họ nghĩ là rồi không biết rồi mình có tìm được người yêu không, rồi không biết mình kết hôn, rồi con mình sao, trong khi họ không tập trung vô cái chuyện duy nhất là bây giờ là cái lúc bạn có thể thay đổi được cái tương lai của mình. Đây là cái thời điểm vàng để mà bạn xây dựng những cái điều nho nhỏ của các bạn, để mà bạn làm cho cái tương lai mà bạn đang lo lắng á, nó trở thành cái tốt đẹp nhất. Nói thì nó dễ, tất nhiên, và nó đòi hỏi các bạn phải thực hành. Thậm chí như các bạn vô đây mà các bạn hỏi như những cái câu dài dòng, các bạn thấy như cắt rất là nhanh. Tại vì sao? Mất thời gian mấy má. Đặt mấy cái câu hỏi mà như kể câu chuyện cả cuộc đời, chị không quan tâm cuộc đời em, chị sẽ đi thẳng vô vấn đề. Đây là cái câu trả lời. Em chọn giải quyết vấn đề hay là em chọn sống nhây? Mấy đứa sống nhây vô đây là bị chửi à. Đừng có sống nhây. Và cũng tương tự như em nha Đình An, em phải ngồi xuống và em phải làm bài tập đó mỗi ngày. Và em sẽ thấy em rất là vô duyên với lại phí phạm thời gian á. Tự nhiên ngồi lo lắng, nó còn chưa đến nữa. Hôm nay mình làm xong bài tập của mình chưa? Hôm nay mình đã giải quyết cái vấn đề của mình chưa? Hôm nay mình đã áp dụng những cái bài gì như vậy để mà cho mình khá lên chưa? Và đây là cái mà hả, nó là thường xuyên. Một là lo quá khứ nhiều quá, hai là lo tương lai nhiều quá vậy thôi. Phải giải quyết nó ngay hôm nay. Tức là ngồi xuống đối diện với nó và chấp nhận được là à, những cái này nó không có thiệt. Đây là những cái câu chuyện trong đầu mình vẽ lên. Hoặc là một ai đó cho mình cái câu chuyện này và bắt mình tin là à, tương lai của mình như vậy. Em có thể thay đổi được cuộc đời của em bằng cái những cái hành động nhỏ nhỏ của ngày hôm nay. Mấy bạn ở đây cứ nói ngã, nói nghiêng, nói xiên, nói sẹo, đưa cho chị rất là nhiều những cái ngôn từ sến súa của người Việt Nam mình. Chị nói thẳng như vấn đề luôn nè. Nếu như em áp dụng những cái mà em bày cho chị hoặc là em thả comment xuống á, mà cuộc đời em nó khá hơn á, tại sao em đi vô đây em than, tại sao em đi vô đây em hỏi, chứng tỏ là nó không hiệu quả, chứng tỏ là nó ngu dốt, chứng tỏ là nó chưa bao giờ hiệu quả hết, đúng không? Cho nên là em mới đi vô đây mới hỏi là ủa chị, tại sao em dùng như vậy mà nó không hiệu quả, tại sao em học cái này người ta bày mà em không hiệu quả? Bởi vì em phải đi lại cái cơ bản, cái gốc rễ của con người. Gốc rễ con người mình là như thế nào, đối diện với nó, chấp nhận nó, sống thực sự với nó như vậy. Và đừng có chạy đi đâu, đừng có nghe anh này anh kia nói. Những cái người mà đang nói với em á, họ có thực sự trải nghiệm điều đó và họ thực sự cho cái kết quả, hay họ cũng nghe từ một ai đó và không có chứng cứ hiệu quả cụ thể hay không? Đó là cái em cũng nên kiểm chứng lại. Tại vì là con người mà chị, thậm chí em học của chị xong em cũng đi học của nhiều người, xong em ngồi xuống em so sánh lại, xong em dùng nhiều cách, em thấy cách nào hiệu quả thì đó, đúng rồi, cái người đó bày là đúng đó. Chứ còn em đừng có nghe xong em ùa lên một cái em nói à vậy cách này là đúng, không có. Chị cũng vậy, chị cũng học và sau đó chị cũng trải nghiệm, chị cũng sử dụng, chị cũng nhận ra là à đây mới là cách đúng. Cách đúng tức là sao? Tức là em tìm được cái người thích hợp với em ở nó nhẹ nhàng hơn, nó bớt sóng gió hơn, bớt cự lộn hơn, bớt kịch tính hơn, bớt drama hơn. Đó là những cái em đi tìm kiếm. Chứ còn nếu mà em nói là những cái người mà bày em ra rã đó em áp dụng mà em được thì em vô đây em đâu có than với chị như vậy. Má ơi, than mà hả, còn hơn cái mỏ than nữa. Đầy luôn. Chào Nhi, năm nay mình 40 tuổi, single. Chị hiện đang thất nghiệp và chị đang rất thất vọng về bản thân. Chị muốn hỏi cách nào để thoát khỏi tình trạng này và bước tiếp. Ai nói với chị 40 tuổi độc thân và thất nghiệp là gọi là thất bại vậy? Ai dán cho chị cái định nghĩa đó? Giờ em nói cho chị nghe nha. Trừ ra 20 năm đầu đời, tức là chị mất thời gian ăn ỉa ngủ nghỉ, ok, ba má nuôi để chị lớn lên để trở thành một con người, thì mình mất 20 năm đúng không? Rồi, chị thật ra chỉ mới sống có 20 năm thôi, từ 20 tuổi cho đến giờ 20 năm. Rồi, em dừng ở đó trước. Chị có biết là tuổi thọ trung bình thế giới nãy em mới nói là từ 80 tuổi cho đến 90 tuổi. Chị lấy 90 đó mà chị trừ ra 20 năm đầu đời của mình thì còn lại 70, thì chị thật ra mới sống có 1/3 quãng đời à. Okay. Cái mà chị nghĩ là thất bại, cái mà chị nghĩ là chị chưa làm được cái gì thật ra mới 1/3. Chị mới sống có 1/3, chị có thấy không? Là chị còn tới 40 năm nữa để làm được rất là nhiều thứ. Cái lời khuyên của em dành cho chị bây giờ, khuyên thôi nha, chị làm hay không đó là tùy chị. Em không biết chị làm cái công việc gì, nhưng đôi khi thất nghiệp nó là một cái lời cảnh tỉnh cho bản thân mình, không được kiêu ngạo, không được chủ quan, không được tự tin những cái gì mình có là mãi mãi. Để bây giờ nó là cơ hội để chị học nghề nè, để chị học một cái gì mới nè, để chị tạo cho
cơ thể của mình. Ví dụ như 40 tuổi xưa giờ mình chưa tập thể dục, tập thể dục này, học tiếng Anh nè, vô đây chị sẽ nói là chị đâu có còn trẻ như mấy đứa, chị đâu có sung sức. Cái đó gọi là ngụy biện. Khi mình muốn mình sẽ tìm cách, khi mình không muốn mình sẽ tìm lý do. Mỗi lần lý do nó đến, dẹp nó qua một bên. Mình chỉ mới sống có 1/3 cuộc đời à. Mình còn có 40 năm, 50 năm kế tiếp, đời nó còn rất dài. Những cái năm đó mình phải làm gì tiếp đây? Thì bây giờ là cái lúc chị phải trồng cây, ươm mầm, xây dựng bản thân của mình. Không bao giờ là quá trẻ hết. Em đi học, em đi gặp những cái người làm ăn với em, đa phần họ đều 50 năm mấy tuổi, và ai cũng nói với em, trời ơi, tao ước gì tao trẻ lại như mày, tao ước gì tao độ tuổi của mày, tao ước gì hồi trẻ tao cũng nhiệt huyết như mày, tao ước gì hồi trẻ mà tao tham vọng như mày, bây giờ tao giàu biết mấy. Đừng có như những cái người đó đến một lúc như vậy rồi ước. Chị vẫn còn cơ hội, nếu như ngay từ giây phút này chị take action, chị hành động ngay lập tức. Chị đừng có ngồi đó và chỉ có than là thất nghiệp. Chị biết ở cô bây giờ á, và không chỉ riêng cho chị Nhi, nói cho tất cả những các bạn đang coi kênh của chị Nhi đang than phiền là các bạn thất nghiệp. Google nó đang trả tiền cho các bạn để các bạn học những cái high income skill, tức là những cái kỹ năng kiếm được tiền nhiều. Và trường đại học của Google luôn, Google nó mở cái trường đó ra, và tất cả toàn thế giới, tức là bạn không cần biết bạn đến từ đất nước nào, bạn quốc gia nào, miễn là bạn học, tất nhiên là phải biết tiếng Anh rồi. Giờ mọi người mới biết tại sao Nhi cứ nói mọi người phải học tiếng Anh, đúng không? Bởi vì tiếng Anh là international language, toàn cầu, thế giới ai cũng xài tiếng Anh hết. Một khi bạn không nói được cái thứ tiếng mà toàn thế giới nói, bạn tụt lại phía sau. Rồi, lập tiếp. Google nó trả tiền cho bạn học, và Google nó cho bạn cái nghề sau khi bạn học xong luôn. Và bạn không nhất thiết phải đi nước ngoài để làm, và bạn vẫn được làm với cái công ty hàng đầu thế giới. Để cho các bạn ở đây đừng có vô đây lý do lý trấu với Nhi, các bạn không tính các bạn Google liền đi. Google Academy, chị Nhi nghĩ vậy. Search đi em sẽ thấy. Chị Nhi không có xạo những cái chuyện này. Những cái bạn vô đây nói chị không có cơ hội, em đâu có may mắn như chị. Bullshit, không phải không có cơ hội. Mà mày làm biếng, mày không thích đi tìm cơ hội, mày không có thích lết xác đi lên, đi thích coi hở vú, hở ngực, thích coi nhảy nhót như mấy con điên, rồi thích coi những cái thứ vớ va vớ vẩn, không có chịu đầu tư vô cho bản thân đúng hướng, và xong nó ngụy biện. Chị em làm những có cơ hội như chị, tao chửi thẳng trong mặt cho mấy đứa trẻ trẻ luôn đó. Rồi quay trở lại với chị Thảo, đó là lời khuyên của em như chị, ok? Đừng có nhìn cái cuộc đời với một cái lăng kính cũ kỹ nữa. Thế giới này bây giờ chị thấy rồi đó, online bây giờ tụi nó cũng có thể kiếm được tiền. Đừng có đem cái chữ thất nghiệp ra, đừng có lấy những cái gạn dạng như là khi mà mình bị đi xuống á, là cơ hội để mà mình nhìn lại những cái gì mình đã làm sai để mình làm lại, chứ không phải là để mình chết dí ngay cái lỗ đó luôn. Em nói rồi, hơn thua nhau, mấy đứa mà hơn thua nhau ở cái chỗ là nó đi xuống rồi nó đi lên lại được hay không, chứ không phải là hơn thua nhau ở cái chỗ là mày đi lên được mấy lần. Mày đi xuống được mỗi ngày là có nghĩa là mày bị người ta dập xuống, bị đời dập xuống, bị vùi vô xuống. Mày như những chiến binh vậy đó, mày đứng lên mày đi tiếp, ok? Cảm ơn mọi người như thường lệ. Đừng có quên like, share và subscribe cái kênh YouTube của Nhi.